Những nội dung chính sẽ có mặt trong bản tin ngày hôm nay. Các khả năng để Argentina vào vòng 1/8. Messi giúp chủ nhà Qatar lập kỷ lục khán giả đến sân sau 28 năm. Tuyển thủ Bồ Đào Nha gãy 3 xương sườn trên sân tập. Và sau đây là những thông tin đầu tiên. Argentina hiện đứng thứ 2 bảng C, có 3 điểm sau 2 trận, bằng điểm nhưng hơn Saudi Arabia hiệu số bàn thắng bại là dương 1 và âm 1. Trong khi đó, Ba Lan dẫn đầu với 4 điểm, Mexico đứng cuối với 1 điểm. Trong trường hợp thắng Ba Lan trong trận cuối, Argentina sẽ có 6 điểm và chắc chắn đi tiếp. Khi đó, họ cũng có nhiều khả năng dẫn đầu bảng. Saudi Arabia là đối thủ cạnh tranh duy nhất cho vị trí này. Đội bóng châu Á chỉ có thể xếp trên Argentina nếu thắng Mexico ít nhất 3 bàn cách biệt. Theo luật, các yếu tố để quyết định vị trí trong bảng theo thứ tự ưu tiên lần lượt là điểm, hiệu số, số bàn thắng, thành tích đối đầu trực tiếp, bàn thắng trong các trận đối đầu và điểm fair play. Trong trường hợp hòa Ba Lan, Argentina sẽ có 4 điểm và tiếp tục xếp sau đối thủ. Lúc này, khả năng đi tiếp của Argentina sẽ phụ thuộc vào trận Saudi Arabia gặp Mexico. Nếu thắng Mexico, Saudi Arabia sẽ lên đầu bảng và Argentina bị loại. Ngược lại, nếu đội bóng châu Á hòa Mexico, Messi và đồng đội sẽ vào vòng 1/8. Trong trường hợp Saudi Arabia thua, Mexico sẽ cùng có 4 điểm với Argentina. Khi đó, Mexico sẽ đi tiếp nếu thắng 4 bàn cách biệt. Nếu Mexico thắng 3 bàn cách biệt, họ sẽ bằng điểm và hiệu số với Argentina. Lúc này, số bàn sẽ mang ý nghĩa quyết định và nếu tiếp tục cân bằng, Argentina sẽ vào vòng 1/8 nhờ chiến thắng 2-0 trong cuộc đối đầu trực tiếp. Trong trường hợp thua Ba Lan, Argentina sẽ bị loại, khi đó họ chỉ có 3 điểm sau 3 trận. Saudi Arabia sẽ đứng thứ 2 nếu thắng hoặc hòa Mexico. Ngược lại, Mexico sẽ đi tiếp nếu thắng. Lần gần nhất Argentina ra về ngay từ vòng bảng là World Cup năm 2002. Khi đó, dàn sao hùng hậu gồm Batistuta, Pablo Aimar, Ortega, Verón, Zanetti, Raspo, Samé chỉ kiếm được 4 điểm sau 3 trận, kém Thụy Điển và Anh 1 điểm. Nigeria đứng cuối với 1 điểm. Aimar và Samé là hai trợ lý của huấn luyện viên Scaloni ở tuyển Argentina hiện tại. Trong 4 giải gần nhất, Argentina có 1 lần vào chung kết, 2 lần vào tứ kết và 1 lần dừng chân ở vòng 1/8. Ở vòng bảng World Cup năm 2018, Argentina vẫn đi tiếp dù chỉ có 4 điểm. Croatia dẫn đầu với 9 điểm, trong khi Nigeria đứng thứ 3 với 3 điểm và Iceland đứng cuối với 1 điểm. Với việc có tên trong đội hình xuất phát trận gặp Mexico, Lionel Messi đã cân bằng thành tích 28 lần ra sân ở World Cup trong màu áo Argentina của huyền thoại quá cố Maradona. Như siêu sao khoác áo Paris Saint-Germain nhiều rằng, kỷ lục không là gì nếu Argentina bị loại sớm. Và trên sân Lusail, Messi đã có màn trình diễn đẳng cấp làm yên lòng người tiền bối. Phút thứ 63, Messi tung cú sút từ ngoài vòng cấm cực kỳ hiểm hóc, mở tỷ số cho Argentina. Thủ môn Ochoa đã đổ người đúng hướng, nhưng chừng đó là chưa đủ để ngăn cản bàn thắng tuyệt đẹp. Với 2 bàn thắng tính đến thời điểm này, Messi cũng đang ghi được 8 bàn thắng ở World Cup như Diego Maradona và chỉ đứng sau danh thủ Batistuta 2 bàn. Đến phút thứ 88, Messi tiếp tục kiến tạo cho Enzo Fernandez ghi bàn. Theo thống kê của hãng Opta, từ năm 1966 đến nay, Messi là cầu thủ trẻ nhất, 18 tuổi, 357 ngày, ở trận gặp Serbia vào năm 2006 và lớn tuổi nhất là 35 tuổi, 155 ngày, trận gặp Mexico vào năm 2022 vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong một trận đấu tại World Cup. Trận đấu giữa Argentina và Mexico cũng chứng kiến số lượng khán giả đông kỷ lục. Theo thống kê, có 88.966 người đến xem Messi thi đấu, cao nhất trong 28 năm qua. Tuy nhiên, số lượng khán giả này vẫn chưa thể nằm trong top 30 lịch sử World Cup. Số lượng người lớn nhất từng đến xem một trận bóng đá ở World Cup là 173.850 trên sân của Maracana ở Rio de Janeiro vào năm 1950. Đó là trận đấu mà chủ nhà Brazil để thua Uruguay và nhìn đối thủ vô địch. Trang chủ Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đưa tin, Pereira đã bị gãy 3 xương sườn bên phải trong buổi tập mới đây của tuyển Bồ Đào Nha. PFF không tiết lộ thời điểm cụ thể cầu thủ 31 tuổi này quay trở lại thi đấu. Trước đó, Pereira đã cặp trung vệ với Ruben Dias trong thắng lợi 3-2 của Bồ Đào Nha trước Ghana hôm 24 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Ở trận đó, Pereira lãnh thẻ vàng sau pha phạm lỗi với tiền đạo William của đối thủ. Trong 12 trận gần nhất của Bồ Đào Nha, Pereira đều có tên trong đội hình xuất phát của huấn luyện viên Fernando Santos. Anh có sở trường đá tiền vệ phòng ngự nhưng cũng có thể chơi ở trung vệ nếu cần. Pereira đã có 64 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia trong sự nghiệp. Tại Paris Saint-Germain, cầu thủ 31 tuổi này đã chơi 11 trận tại J-League 1 và 5 trận tại Champions League ở mùa giải 2022-2023.
Ban huấn luyện Bồ Đào Nha dự kiến để lão tướng Pepe hoặc cầu thủ 19 tuổi Antonio Silva chám vào vị trí của Pereira trong trận gặp Uruguay vào ngày 29 tháng 11 và Hàn Quốc vào ngày 2 tháng 12. Pepe là phương án được đánh giá phù hợp hơn với tuyển Bồ Đào Nha lúc này. Anh có 129 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia. Pepe thi đấu với 44 phút trong trận giao hữu giữa Bồ Đào Nha và Nigeria hôm 17 tháng 11. Ngoài Pereira, Bồ Đào Nha còn chưa chắc có sự phục vụ của hậu vệ trái Mendes và tiền vệ Otavio vì chấn thương ở trận gặp Ghana. Một chiến thắng trước tuyển Uruguay vào ngày 29 tháng 11 này sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Santos có vé đi tiếp vào vòng 16 đội.